Kể từ khi có mặt tại Đà Nẵng, xe labo xét nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã xét nghiệm gần 10.000 mẫu gửi về từ quân khu 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, giúp phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Xe labo xét nghiệm có năng lực xét nghiệm khoảng 400 mẫu một ngày và cho kết quả chỉ sau 4 tiếng. Chính vì vậy, các cán bộ làm lại tại xe labo phải làm việc rất vất vả và căng thẳng. Từ đầu năm 2019, Liên bang Nga đã tài trợ cho Việt Nam chiếc xe labo được dùng để ứng phó nhanh với sự bùng phát của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hỗ trợ các phòng thí nghiệm cố định và là một đơn vị độc lập khi thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm vệ sinh dịch tễ cho người dân trong dịch bệnh. Ưu việt lớn nhất của cái xe này là có tính cơ động rất cao. Trong một cái khi có một vụ dịch xuất hiện ấy, thì chỉ trong một thời gian rất ngắn là xe đã có mặt để là triển khai cái xét nghiệm để phát hiện cái tác nhân gây bệnh. Đấy. Cái thứ hai là trang thiết bị trên xe thì rất là đồng bộ để có thể là giúp là xét nghiệm nhanh, chính xác các mầm bệnh. Đấy. Và cái thứ ba là cái đảm bảo an toàn làm việc rất là cao. Để bắt đầu làm nhiệm vụ, các cán bộ phải đi qua 3 lớp cửa được thiết kế đặc biệt để không phát tán virus ra bên ngoài. Kỹ thuật viên xét nghiệm phải trùm kín đồ bảo hộ và đứng trong labo liên tục ít nhất 9 tiếng để vận hành. Với môi trường áp lực âm trong labo, toàn bộ hoạt động điều hòa quạt gió đều chạy một chiều để virus không phát tán. Mặc quần áo bảo hộ đã rất là khó chịu rồi. Rồi trong môi trường áp lực âm thì tiếng ồn rất là to nên là mặc dù là có khó khăn nhưng mà bọn em rất là vui khi được chia sẻ cùng với thành phố, có thể giúp đỡ thành phố trong đợt dịch này và hy vọng là sẽ sớm qua thành phố Đà Nẵng sẽ sớm qua đợt dịch này. Làm việc trong điều kiện vất vả, luôn chịu áp lực âm trong nhiều giờ liền, có những ngày làm việc tới 12 giờ đêm, nhưng các cán bộ nghiên cứu tình nguyện theo xe labo luôn nỗ lực đáp ứng nhiệm vụ được giao từ khâu tiếp nhận mẫu, xử lý mẫu và phân tích kết quả mẫu kịp thời, chính xác, quyết tâm cùng thành phố Đà Nẵng sớm đẩy lùi dịch bệnh.